ưu điểm mà em ít lắm mà nhược điểm thì nhiều lắm. Em xấu xấu vậy á, nhưng mà có tật ra đường là hay nhìn cho đẹp lắm chị. Mà vậy mà cổ cũng bấm nút, nó tưởng là cổ không, cho rớt rồi chứ. Tính ra là anh này nó dễ thương, chính là những người này á là mình ta nói gì dễ dạy á. Nếu anh là phụ nữ anh thích những người thế này nè. Thôi nhưng mà dù sao đó là quyền quyết định của ai bạn ấy, biết đâu là người ta muốn cho lo lắng quá thôi. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mang, mời bạn trai. Chào anh Kelly. Chào bạn. À dữ ha. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh cùng toàn thể các bạn. Dạ em tên Nguyễn Thị Hằng, năm nay em 23 tuổi và em đến từ Hoa Thanh Quế chị. Từ đâu? Hoa Thanh Quế chị. Hoa Thanh Huế là quê Thanh Hóa. Dạ đúng rồi anh. Giờ chửi với tôi nữa. Còn bạn trai của mình thì sao? Dạ em xin tự giới thiệu nè, em là Chu Văn Bắc, em ở Nam Định. Nam Định cũng gần Thanh Hóa mà ha. Cách nhau có Ninh Bình hả? Đúng rồi, hai người cũng gần như cùng quê rồi. Mình làm công việc gì? Em làm nhà hàng. Là khách tới mình chỉ bán rượu cho người ta thôi, chỉ có buổi tối thôi. Ban ngày em làm một shipper và một grab bike ạ. Chạy xe. Còn bạn nữ? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty ở Bình Tân chị. Đúng rồi chị. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Ưu điểm của em ít lắm mà nhược điểm thì nhiều lắm. Rồi vậy thì bạn giới thiệu nhược điểm đi. Em xấu xấu vậy á, nhưng mà có tật ra đường là hay nhìn cho đẹp lắm chị. Quan niệm của em á là cho đẹp chỉ để nhìn thôi chứ không phải là của mình. Cho nên nhìn được thì mình cứ nhìn thôi. Đúng rồi, ai cũng vậy mà, cái đẹp phải nhìn thôi. Phải nhìn. Ở nhà là em nhiều khi em hay tự kỷ trước gương lắm chị. Trước khi đi làm á là em cũng phải nhìn trước gương á, em nói là trời ơi sao hôm nay mình dễ thương như vậy. Hoặc là đi làm về thì em cũng phải nhìn trước gương thì em mới làm cái gì thì em mới làm. Ví dụ như đi ăn á chị, lâu lâu là cũng có bỏ quên túi xách nè, hoặc là đi mua đồ quên áo, đặc biệt là ở nhà đi toilet á ba quên một nhớ không ạ. Đi toilet ba quên một nhớ là quên gì nhớ gì? Một lần nhớ tắt đèn, còn ba lần quên đó chị. Dạ. Nếu mà hai người yêu nhau á, đi ra ăn uống phải coi bạn đứng lên đi là có bỏ sót lại cái gì không nha bạn nam? Không, cái đó là chắc chắn đấy chị. Chắc chắn ha. Bạn có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là có tính tỉ mỉ. Tỉ mỉ rồi, tốt rồi. Chăm chỉ và tiết kiệm nữa. Vậy là hỗ trợ cho bạn gái rồi. Vui tính, nhiệt tình, có biết hát. Rồi khuyết điểm. Nhát cái. Trải qua mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi. Nhát gái đúng rồi ha. Chị nghĩa là chưa có bạn gái nào chính thức hết trơn hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mình có hôn chưa? Chưa biết hôn gì hết. Trời ơi, con trai chưa biết hôn. Em nghĩ sao? Em cũng chưa biết hôn luôn. Hả? Hai người nếu yêu nhau là có biết hôn không? Lúc đó tập từ từ chị. Bạn trai có chịu tập với bạn gái không? Thì nếu bạn gái chịu tập thì mình phải chịu tập thôi. Chút xíu nữa mình tập luôn ha. Hát được đúng không? Hát bài gì vui vui đi. Hát bài Tình Yêu Dịu Kỳ. Rồi đứng lên hát rồi. Thoải mái. Một tràng pháo tay cho bạn ấy đi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Ta trao nhau tiếng yêu, dìu dắt nhau bước trên đường đời. Xa xăm trong giấc mơ, người có yêu dấu mơ về anh. Trời ơi, tôi vừa mới vỗ tay cái hết rồi. Bạn nữ. Em sở trường của em chị. Sở trường của em phải không? Hát hay hay hát đó chị. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những thứ nhớ không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Hồi đó giờ là nhìn nhiều trai đẹp rồi phải không? Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Trai đẹp không phải thuộc của em nên em cũng đơn giản lắm. Về ngoại hình á thì chỉ cần cao hơn em là được. Em không thích ốm, người tròn tròn xíu em thích hơn. Bên kia mập hay ốm? Tròn quay. Ồ vậy được rồi. Em thích người mà suy nghĩ thoáng gì mọi mặt đó chị. Nói chung là cả tiền bạc lẫn như mọi thứ trong cuộc sống. Ồ tiền bạc bạn ấy có thoáng không? Thoáng thì cũng phải tùy lúc thôi chị ạ. Em mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tất nhiên là phải vợ mình phải giữ thôi. Chứ mình giữ thì bạn rủi nhậu chắc chứ. Vậy là được rồi chị. Đấy được rồi ha. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Một người hiền. Hiền. Biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình. Ngoại hình đừng đẹp quá. Tại sao không cần đẹp quá? Đẹp quá thì mình xấu sao xứng anh. Cái gì đẹp quá thì sao? Mình xấu không có xứng. Đơn giản thì thôi. Xấu cỡ nào lắm trời. Chào chị. Sao mập dữ vậy? Ăn vừa vừa thôi. 80kg vậy. Giảm cân đi nhau. Dạ. Cái điều mình không thích nhất ở người bạn gái là cái gì? Đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi về cái gì? Về tiền hả? Không, tiền thì đang điểm chung rồi. Nhưng mà ý là anh ơi mua cho em cái này, mua cho em kia.
thì đấy cũng là tiền. Ví dụ như người ta không đòi hỏi bạn có tự ý mua tặng đồ này kia không? Cũng có từ từ. Có từ từ nè, tôi nghi quá. Ăn cho cố vô, tiền mình chia cho bạn gái ăn đi, mình ăn uống chi cho mập dữ vậy. Trời đất ơi. Có vẻ quá, bạn chưa từng em thích mà, em thích học mà. Để tôi xem bạn gái bên đây có hợp với bạn hay không. Chào anh. Chào bạn. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào đây học làm 4 năm rồi. Có định ở đây luôn không? Nếu mà có điều kiện thì ở đây càng tốt. Ở đây với ai? Nếu mà anh bên kia được thì ở với anh bên kia. Đó, cái đó hay đó. Thấy chưa em? Nếu được thì ở với anh bên kia. Bây giờ hôm nay em đi với người thân không? Dạ, em đi với bạn em, bạn cùng làm với em. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Cùng làm như vậy, ở nơi mà rất là nhiều người ra vào, nhiều người rất đẹp. Lý do tại sao bạn em không tìm được người nào đó, hoặc là người nào, không có người nào để ý bạn em hay sao? Tại em nghĩ là chắc điên quá. Điên dạ. Như thế nào bạn có thể diễn tả chút xíu cái điên của bạn ấy? Em mới đi xin vô làm thì em ghét ảnh lắm. Cứ lại gần là chọc, em ghét là em chửi. Chọc sao em? Dê hả? Chọc cái kiểu như mà vô duyên á. Nhưng mà sau này khi mà mình hiểu, mình chấp nhận được cái vô duyên đó, mình cảm thấy là ảnh rất là tốt. Ngoài công việc ban đêm thì ban ngày còn làm thêm nhiều việc nữa, tự học thêm tiếng Nhật, biết nấu ăn, chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm. Mà sao hai người không yêu nhau? Trời ơi, bạn nhớ bạn làm chung sinh quá trời, sao bạn nam không cua? Bạn có người yêu rồi chị ơi. Có người yêu rồi hả? Trời dạ. Tiếc quá. Nói chứ em thấy người bạn gái bên này sao? Em thấy chị dễ thương, tính tình cởi mở, có thể là sẽ hợp với anh của em. Nếu như chị về đội của em thì có thể là càng điên hơn nữa. Rồi em cũng điên rồi chị. Trời ơi. Rồi còn bạn nữ mình có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em là bạn với Hằng thì được gần 6 năm rồi Thì cũng hiểu đôi chút. Hằng sao? Hằng là người như thế nào? Thì vui tính ạ, nói nhiều nhưng mà đôi khi điên một chút. Cũng điên. Hai bên thì điên giống nhau hết trơn ha. Thì hôm nay em đi với Hằng thì cho Hằng ý kiến về người bên cạnh ạ. Tao thì tao thấy được đấy. Cũng vui tính, cũng cao hơn mày. Tiến tới được không? Nói chung là body đấy. Hả? Dáng cao cũng body ạ. Đẹp trai, duyên, mắn đủ tiền. Còn tìm mày thôi, cảm xúc của mày như thế nào thì mày quyết định. Chúng mình đều rằng là chúng ta đừng đánh giá con người ta khi mới gặp lần đầu, mà chúng ta hãy tìm hiểu, biết đâu ở phía bên trong tầng sâu thẳm họ có nhiều cái điều rất là tốt. Nào bây giờ chúng ta kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. 2 phút bắt đầu. Wow. Chào. Mình xin tặng bạn bó hoa. Dạ, cảm ơn. Và cái món quà này là cái đèn ngủ của mình tự làm. Dạ, cảm ơn. Wow, tự làm. Cái đèn ngủ rất là đẹp. Tại sao anh tặng đèn ngủ cho bạn gái bạn? Ý nghĩa là canh giấc ngủ cho em. Em thấy anh như thế nào? Em nghe em mập rồi, em sợ mập quá giống như Quỳnh Linh rồi. Mà giờ thấy vậy là cũng ok. Sao mập quá sao đâu, coi lại coi. Tôi mập quá phải không? Không, nhìn gần thì em thấy cũng đỡ, nhìn xa em thấy mập. Sao mà mập sợ? Hồi nãy nói là thích mập tròn. Mập lấy gì sợ? Mập tròn nhưng mà quá sợ. Dạ. Mập dễ thương. Ốp thì ghét. Sao hồi nãy em nói với chị là em thích mập tròn. Mà bây giờ tự nhiên đúng em thấy ốm thì cái em trên Quyền Linh mập là sao? Còn bạn này thì sao? Nói chung là cũng... Em đừng nói từ vừa nha, là chị hiểu em mê trai mức nào luôn. Nhóm nhách chị đừng nói vừa nha. Nói chung là cũng hơi ốm nhưng mà em nhìn em thấy thích là được rồi, không sao. Thôi thì chị bó tay. Rồi hai người cảm nhận với nhau đi. Cái đèn đẹp á, em đẹp, làm cái đèn này đẹp. Trong bao lâu em? 2 tiếng thôi ạ. 2 tiếng làm được cái đèn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Chắc mua đồ dẫn ráp vô hả? Đó thì que đèn lưỡi thôi. À nó những cái que thôi. Que kem. Dạ, mình ghép. Hay à, cái đó hay đấy. Que đèn lưỡi chị. Hả? Que đè lưỡi đó, bác sĩ khám đè cái lưỡi xuống đó. À, cái que đè lưỡi. Từ xưa tôi mới nghe cái que đè lưỡi đó. Lấy cái que đè lưỡi đó. Ý là nói là em đừng có nói gì nha. Ý nghĩa nó khác rồi đó. Anh thấy tính cách của em á phù hợp với anh khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh thấy là tới 80-90%. Tại vì đi điên khùng khùng giống anh. Anh ốm thì anh có biết nhậu không? Nhậu không biết, thuốc không biết. Em không biết nhậu nhưng mà em thích người biết nhậu. Thôi chắc không nhậu đâu. Ê anh uống một bia không? Chỗ này đâu phải nói chuyện gì bia rượu. Hay lắm. Nói chuyện về tình yêu. Em tưởng tượng nụ hôn đầu tiên thế nào? Thì em nghĩ là buổi tối có hai người nào đó ở một nơi nào đó,
Nói chung là cũng đang làm gì đó. Cảm giác lân lân anh. Và cuối cùng là ngay tại hôm nay đó, có hai người này đó tập hôn với nhau thử đi đó. Giờ muốn có bạn gái không? Muốn thì cũng có muốn rồi, nhưng vẫn phải từ từ chị. Em nói là em bao nhiêu tuổi em? Em sinh năm 93. Hơn 5 tuổi ạ. Hợp lý ha, xứng đôi quá rồi ha. Có thời gian. Bấm nút. Để tay nút bấm đi bạn. Một. Có 3 tiếng đếm. 2. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3. Rất là gala. Chúc mừng hai bạn nha. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau và mong rằng cái cuộc hẹn hò này nó sẽ nối dài mãi mãi luôn. Em cảm ơn. Em hy vọng là đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cầm cái. Đây là quà của hai bạn. Hy vọng rằng cái đèn que đè lưỡi. Em mà ngủ là lấy cái que đó đè lưỡi em. Nào hai người đưa nhau xem phim đi các bạn. Cảm ơn Tường. Cảm ơn. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là hai cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn đến với họ. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.